nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1963 tại Sài Gòn. Cô là con của nam nghệ sĩ tài danh Nam Hùng và nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Thanh Thanh Tâm được tuyển vào học trường nghệ thuật diễn xuất, khóa đầu tiên của đoàn hát Trần Hữu Trang. Thanh Thanh Tâm đã được học với các thầy Phùng Há, Kim Cúc, Ngọc Hùng, Thu Vân, nên diễn xuất sắc vai Trần Quốc Toản, tuồng Trần Quốc Toản ra quân. Cô cũng thành công qua các tuồng như Mùa Xuân Cho Em, Đời Cô Lụ. Vào năm 1981, cô thành hôn với con trai của đạo diễn Lưu Chi Lăng. Và một năm sau, cô sinh đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Lưu Thị Ca Dao. Nhưng đến năm 1988, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm và chồng cô ly dị nhau, bé Ca Dao sống cùng với mẹ. Thanh Thanh Tâm có đôi mắt rất buồn, nét mặt thanh tú. Mỗi khi cô diễn xuất thì có chiều sâu nội tâm nhân vật. Khi diễn các vở tuồng giả sử hay tuồng tàu, điệu múa nhuần nhuyễn và đúng phong cách tuồng tàu hay loại tuồng cổ, nên Thanh Thanh Tâm hát vài tuồng nào cũng hay, cũng đẹp. Ở nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm luôn toát lên vẻ đẹp của một nữ nghệ sĩ dịu hiền. Đến năm 2000, Thanh Thanh Tâm tái hôn với một người chồng ngoài nghề hát và cả hai có được một cậu con trai đặt tên là Kim Tuyền. Chồng cô luôn giúp đỡ và khuyến khích cô khi Thanh Thanh Tâm có dịp xuất hiện trên sân khấu. Riêng Thanh Thanh Tâm thì ngoài những giờ bận rộn với sàn tập, sàn diễn, cô luôn luôn chăm sóc chồng con, tự tay nấu nướng những món ăn mà chồng yêu thích. Là người phụ nữ luôn hết lòng với chồng con. Nhưng rồi Thanh Thanh Tâm và chồng sau cũng ly hôn. Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm sống cùng với hai người con là Kim Tuyền và Ca Dao. Từ sau khi ly hôn thì nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm một mình nuôi dạy con gái. Con trai cô, Kim Tuyền cũng được công nhận quốc tịch Mỹ từ khi sinh ra, vì có cha là người Mỹ gốc Việt. Con trai cô cũng đã tốt nghiệp trung học và bước chân vào giảng đường đại học nên gánh nặng cũng đỡ phần nào. Trong lúc chăm sóc con trai ở Mỹ, thì nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm cũng dành nhiều thời gian để sáng tác kịch bản. Cô còn tham gia chỉnh lý một vài trích đoạn cải lương để tổ chức biểu diễn và phục vụ khán giả kiều bào.